Các bạn đến với bản tin buổi sáng ngày 13 tháng 6 năm 2024, bài viết trên báo Vietnamnet. Đây là bản tin bóng đá với tiêu đề MU chiêu mộ thủ môn Nhật Bản giống Andre Onana. Thủ thành tiềm năng người Nhật Bản Gion Suzuki sẵn sàng gia nhập đội chủ sân Old Trafford sau khi khước từ lời mời về MU mùa hè năm ngoái. Suzuki đã bỏ qua cơ hội gia nhập Quỷ Đỏ với giá 5 triệu bảng hồi 2023 vì muốn nâng cao cơ hội tham dự Olympic Paris. Ở tuổi 21, Suzuki chắc chắn sẽ trở thành thủ môn chính thức của Nhật Bản tại kỳ Olympic Paris vào tháng tới sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ chui đen của Bỉ. Các tuyển trạch viên MU vẫn theo sát đà tiến bộ của Suzuki và đề xuất câu lạc bộ chi tiền để rước chàng trai trẻ này về sân Old Trafford. Tuy nhiên, MU không phải đội bóng duy nhất muốn ký hợp đồng với Suzuki. Nguồn tin từ đất nước mặt trời mọc cho hay Genoa cũng hy vọng đưa anh đến Serie A. Câu lạc bộ Italia có vé dự Champions League mùa tới. Điều này sẽ giúp họ tăng cơ hội trong cuộc đua chuyển nhượng, kèm theo lời hứa sẽ trao suất bắt chính cho Suzuki trong tương lai gần. MU vốn đã theo dõi Suzuki suốt thời gian dài và đánh giá cao kỹ năng bắt bóng cũng như phân phối từ tuyến dưới phù hợp với cách chơi mà huấn luyện viên Ten Hag đang áp dụng cho MU. Suzuki được ví như Onana phiên bản châu Á với ngoại hình tương đồng thủ môn tuyển Cameroon. Mùa bóng 2023-2024, Suzuki được giới chuyên môn đánh giá là người gác đền xuất sắc nhất giải Bỉ, với thông số phản xạ và chuyền bóng thoát mép sinh tương đối ổn định, tương đối ấn tượng. Chuze bỏ ra 1 triệu bảng phí mượn và cam kết chi thêm 4 triệu bảng để mua đứt Suzuki từ Ura Red hè này. Thế nhưng điều đó sẽ không ngăn họ bán thủ môn trẻ kiếm lời ngay lập tức. Như vậy là trong đội hình của MU thì vẫn đang có thủ môn Onana là bắt rất hay và rất ổn định. Vậy mà cũng đã vẫn đang nhòm ngó tiếp một thủ môn người da đen Suzuki của đội tuyển Nhật Bản.